Chào các chế, hôm nay tiếp tục chương trình về hộp sản phẩm. Tôi xin giới thiệu với sản phẩm mặt lạ dưỡng da thu nhỏ lỗ chân lông Propeller Sebum Stop. Thì chúng ta đã biết đấy, lỗ chân lông to gây ra rất nhiều vấn đề như mụn, viêm, bã nhờn. Điều này luôn là nỗi lo của các chị em. Vì thế mà mặt nạ dưỡng da thu nhỏ lỗ chân lông đã ra đời với cơ chế hoạt động từ dưỡng da làm sạch cho đến thu nhỏ lỗ chân lông, chắc chắn sẽ làm các bạn vừa ý. Thì hôm nay tôi lấy được một sản phẩm nguyên thùng các bạn nhé. Đây, 12 sản phẩm, đây 100ml, hạn sử dụng tháng 6 2021, mã vạch rồi của hãng. Đây các bạn nhìn lồng vẫn nguyên của hãng này. Đấy, 12 hộp nhé. Thì tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Thì các bạn biết là lợi ích mà mặt nạ dưỡng da thu nhỏ ấy, thì ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và làm giảm đỏ, căn chỉnh kết cấu da và thu hẹp lỗ chân lông. Chúng ta chỉ cần dùng vài phút thôi, các bạn sẽ thấy nhé, hiệu quả ngay tức thì. Tôi mở cái này đã. Nó còn sản phẩm này nó còn trở thành kem dưỡng nhé. Thì các thành phần nó là hiệu quả loại bỏ bóng nhờn, làm mịn các kết cấu của da, mang lại một cảm giác êm ái và thoải mái. Nó bao gồm đây, trên tay tôi đây là sản phẩm làm thu nhỏ lỗ chân lông các bạn nhé. Đây, 12 sản phẩm các bạn nhé, một thùng gồm 12 sản phẩm. Đây, trên tay tôi đây chính là sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông của Nga. Sản phẩm cũng rất đẹp và sắc nét. Chiết xuất của nó là mát tinh bột này, chiết xuất trà ai vang này, thảo dược này, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn, chiết xuất là Quince làm xe, giảm kích thước lỗ chân lông, mở rộng làm da trở lên có hiệu quả. Trọng lượng 100ml nhé. Đây, sản phẩm rất đẹp và sắc nét, các bạn nhìn đây. Đây, ký hiệu thu nhỏ lỗ chân lông khâu vào đây. Hãng này thì rất nổi tiếng rồi, chuyên điều trị mụn, mã vạch đây. Các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm rất đẹp và sắc nét luôn nhé. Rồi, 100ml. Chúng ta sử dụng sản phẩm như nào, tôi sẽ nói qua. Sử dụng như một loại kem dưỡng da để làm sạch da, thoa kem lên miếng bông và lau mặt. Sử dụng để bảo vệ và giữ ẩm cho da. Sử dụng vào buổi sáng và buổi tối nhé. Chúng ta muốn sử dụng như một mặt nạ, dùng một lớp dày trên mặt. Rồi, tôi đã nói qua về công dụng, cách sử dụng. Rồi tôi sẽ đi sâu về sản phẩm. Chúng ta nhìn đây là xịt dạng vòi các chế nhé. Đây, tôi có thể mở ra. Đấy, các chế nhìn này, dung dịch màu trắng này, mùi rất thơm nhé, rất là rõ. Rồi, 100ml thì chị em dùng thoải mái luôn nhé. Đây, sản phẩm hạn sử dụng tháng 6 2021, 100ml này. Đây là chỉ số cũng như tiếng Nga, nhà máy tiếng Nga, vân vân. Rồi, sau đây thì tôi sẽ tìm sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm nhé. Đây, chúng ta đánh phần mã vạch rồi. Tất nhiên hàng Nga thì sẽ là 460 đầu tiên rồi. 460. Rồi, tôi đánh nhé. Rồi, đây rồi. Đây, tôi sẽ tìm đến một trang của nước ngoài đây. Trang này bị lỗi rồi. Như vậy là chất lượng là video không được tốt vì thiếu ánh sáng. Sau tôi sẽ điều chỉnh. Đây các bạn, đây, đây là trang của Nga đấy nhé. Đây, như vậy là sản phẩm đảm bảo luôn nhé. Đây. Rồi, đấy, như vậy là trên tay tôi chính là sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông. Các bạn mua hàng nhắn tin địa chỉ 0973323337 để nhận hàng và kiểm tra. Các bạn nhớ chia sẻ video, đăng ký video và mua hàng. Tôi có đường link ở dưới, các bạn vào có thể inbox để tôi trả lời các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, và mọi thắc mắc cứ gọi điện Zalo hoặc nhắn tin đường link Facebook fanpage tôi để ở dưới 0973323237 để nhận được tư vấn và mua hàng shop chuyên hàng Nga. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các chế, chúc các chế một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh cho shop.